Con muốn kết hôn với Hữu Lợi. Thái Dương à? Thôi chết, làm sao bây giờ? Không được đâu Thái Dương. Con đã quyết định như vậy rồi. Cho dù là mất hết người thân của mình, con cũng phải kết hôn với cô. Dù mất hết người thân cũng phải kết hôn sao? Con có biết mình đang làm cái gì không? Xin lỗi mọi người. Nuôi con lớn tới tuổi này, mọi người ở trong nhà luôn chịu theo ý của con mà làm. Nhân lúc bà nội ở đây, ba thay mặt cho người anh hai đã quá cố, giống như một người ba. Thay anh hai làm ba của con, cho nên ba luôn thấy có lỗi với con. Xin ba đừng nói như vậy. Ba chính là ba của con mà. Má con còn chưa biết vết thương ở trong lòng của con. Mặc dù là vậy, cũng không có một lời than phiền nào thương con hơn cả vũ trụ con ruột của mình nữa. Bà thấy có lỗi với bà. Đúng. Ít ra, chúng tôi đã nuôi con khôn lớn. Con thật thật xin lỗi ba má. Bây giờ bà trực tiếp nói với con. Ba đây, nuôi con lớn khôn. Ba chưa từng có cách nghĩ nào khác. Mặc dù, người ở chợ rất hâm mộ ba, có một người con làm bác sĩ, cuộc sống sung túc. Nhưng ba thì nghĩ, cũng may, chỉ còn là một may mắn thôi. Ngoài cách nghĩ này, ba chưa từng có cách nghĩ nào khác. Thưa ba, con biết rõ. Còn, vì muốn kết hôn, phải rời xa căn nhà này sao? Con biết rõ, ba chỉ là một người bán rau ở chợ, không có học thức. Nhưng ba không có gì đáng phải mất mặt hết. Ba phản đối cuộc hôn nhân này, tất cả là vì con. Ba, con không thể tin ba một lần sao? Con không thể tin tưởng người ba này hả? Nếu con thật sự không tin ba nổi, có thể bị gạt một lần. Dù là vậy, cũng không được sao? Thái Dương à, Thái Dương, con không muốn sống ở đây cũng được. Hả? Con trách bà mà, con có thể sống ở bên ngoài, mãi mãi không quay về nhà này nữa cũng được. Con muốn sao cũng được hết, hả? Miễn là đừng có kết hôn với Hữu Lợi. Con nhìn má đi, hả? Đừng có kết hôn với Hữu Lợi, nhìn má. Rốt cuộc tại sao lại đối xử với con như vậy hả? Má, má hãy lên tiếng giùm đi má. Cháu yêu của bà chỉ bị thương ngón tay thôi, bà cũng lo đến ngủ không được. Khi cháu tiêu chảy thì bà cũng khóc qua đêm. Cháu yêu của bà, tại sao cháu có thể nói ra được những lời này? Cháu làm cho bà đau lòng quá. Bây giờ lòng của bà đau lắm, phải làm sao đây hả? Má, bây giờ mình phải làm sao đây? Tôi phải nói thế nào anh mới hiểu đi? Bây giờ chị Hữu Lợi đi phòng hồi sức rồi. Em thật sự rất ghét anh.
Con sao vậy? Hãy mau ngủ đi. Ngủ không được à? Má với tâm trạng này đã sống tới nay. Sao lại hỏi má như vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Má sống với bà hạnh phúc lắm hả? Không phải tốt lắm hay sao? Hữu Lợi, má không phải từng nói đã sanh đứa con ở nhà đó. Hữu Lợi, sau khi má bỏ rơi con của mình, má chỉ không cảm thấy ai nấy chút nào. Cuộc đời má trở thành như vậy con tưởng tốt lắm hay sao? Sao tự nhiên là như vậy? Hồi nãy con đã nói gì với hai người đó rồi? Thật ra con đã hứa cái gì với họ? Con đã hứa cái gì phải không? Đúng, con đã hứa. Con đã hứa cái gì? Con hứa sẽ giữ bí mật cho má. Má hài lòng chưa? Hữu Lợi, má biết mà. Má biết rõ con thương má tới độ nào. Mọi việc con làm là vì má, vì muốn bảo vệ cho má. Má phải chịu khổ như thế này, má đều biết hết. Má biết hả? Má biết được cái gì? Má biết được cái gì? Hữu Lợi à, má không biết gì. Má không biết gì hết. Hữu Lợi, má, má xin lỗi con. Má xin lỗi con Hữu Lợi. Đây đều là, tất cả là lỗi của má hết. Má biết mình đã làm sai. Má biết sao? Đúng là lỗi của má. Tất cả là lỗi của má. Má làm sai cái gì? Hữu Lợi, sau khi má sanh xong thì bỏ con của mình. Con im đi, đừng nói nữa. Sau đó tâm trạng má thấy thế nào? Má đã dùng tâm trạng gì để sống với bà? Nó đã chết rồi, má còn làm gì được? Lỡ như chưa chết, nếu vẫn chưa chết thì má làm sao? Má không biết. Má không biết. Má thì không biết. Má nói thử đi, má sẽ làm sao? Nếu đứa con đó vẫn còn sống, má sẽ làm gì? Má nói cho con nghe, nói đi. Đã nói là không biết. Muốn bỏ rơi con với bà có đúng hay không? Phải má muốn làm vậy không? Tại sao? Tại sao má muốn rời khỏi? Sao má lại muốn rời khỏi căn nhà này? Không phải. Không phải như vậy mà. Vậy sao má tới căn nhà đó để kiếm con? Chính vì má muốn trốn đến chỗ con ruột của mình để sống chứ gì? Đã nói là không phải. Cuộc đời của má là thế nào? Sự thật cuộc đời của má là sao? Hữu Lợi, sao má lại là má của con chứ? Tại sao? Hữu Bằng à, là má nè. Hữu Lợi, hình như là bất thường lắm. Chị con rất là bất thường. Cũng may là tình trạng viêm đã được thuyên giảm dần dần. Ba, con qua bệnh viện. Có chuyện gì hả? Hình như chị Hữu Lợi không được khỏe, con qua coi rồi báo cho ba. Được thôi, lái xe cẩn thận đó. Dạ. Má, lần đầu tiên gặp Kim Thái Dương thì đã không ưa nó rồi. Ánh mắt của nó, gặp lần đầu là đã không thích. Má đi ngủ sớm đi. Ánh mắt nó giống hệt như người đàn bà đó. Má à, ánh mắt không muốn thua bất cứ người nào. Ánh mắt kiêu ngạo, không biết khuất phục và không có chút tình thương nào hết, cho nên má thấy không thích nó. Anh Lan gả vào nhà này với điều kiện không được có con của mình, để dồn hết vào việc nuôi dưỡng hai đứa nhỏ. Nhưng mà ngược lại, cố chưa từng bao giờ than phiền gì về má hết, má đã hiểu chưa? Nó đã lén lút giấu má là mình đã từng có con đó, con biết không? Nên con mới cảm thấy áy náy trong lòng. Sao chứ? Muốn ở trong nhà má sanh đứa con của mình, nhà này là của ai đây? Còn thể thống gì nữa? Con đã hối hận, đã giấu cổ làm phẫu thuật,
Vì chuyện này con đã hối hận suốt đời. Nếu như con không làm phẫu thuật, thì má không đồng ý cho con kết hôn với nó. Nếu muốn khôi phục hoàn toàn cũng phải chờ thêm 2-3 ngày. Cũng không được ăn gì hết, chị biết chị rất nhạy cảm. Chị không phải đã hạ quyết tâm rồi hay sao? Không còn liên lạc với Kim Thái Dương. Vì vậy chị phải nên quên hết mọi chuyện. Chị đừng có nghĩ tới ảnh nữa. Tất cả những chuyện liên quan tới Kim Thái Dương, bây giờ chị làm ơn ráng quên hết giùm em. Chị muốn một mình yên tĩnh. Má hãy về nhà nghỉ ngơi để con ở đây. Không sao. Má ở đây lo cho Hữu Lợi được rồi. Con không muốn ở chung với má một giây phút nào. Tại sao chị lại nổi giận với má? Con thấy sắp bị nghẹt thở khi ở chung với má. Má đừng có xuất hiện trước mặt của con nữa. Vậy con ở lại một mình đi. Má và em con sẽ về nhà. Má về trước đi. Chị Hữu Lợi ngủ, con sẽ về. Tới rồi. Đóng cửa ra hả? Dạ. Anh, em về trước nha. Về nghỉ đi. Dạ. Anh đã nói với má của anh chưa? Một lời cũng chưa nói. Em cũng vậy. Nói gì cũng không chịu nghe. Không biết tại sao tình yêu của chúng ta lại trắc trở như vậy. Cho nên mới nói. Nhất định phải sanh con ra rồi mới được kết hôn. Bây giờ lấy con ở đâu ra mà sanh? Thì bởi vậy. Tại sao má của anh lại đi nói những lời này chứ? Nè. Không có được nói như vậy, là bởi vì tại má anh tưởng em đang mang bầu đó thôi. Cũng đúng. Chúng ta cứ như vậy hoài đâu có được. Thôi kệ, cứ để hai nhà gặp nhau, nói chuyện trực tiếp và tự giải quyết. Muốn kết hôn thôi mà, sao mệt mỏi quá. Thì bởi vậy, tội nghiệp em. Thái Dương vẫn chưa về. Dạ. Má nhất định không chịu nói sự thật cho Thái Dương biết hả má? Sao Hữu Lợi lại nằm bệnh viện? Nó nên biết rõ chứ, tại sao hai đứa nó lại không kết hôn được? Hôm nay nó đã hứa với con và má lúc ở bệnh viện là không kết hôn. Vậy chỉ có thằng Dương là nghĩ tới. Hả? Hữu Lợi đã nói là không kết hôn rồi, nhưng nó vẫn bất chấp, còn đòi kết hôn nữa. Chắc nó yêu Hữu Lợi sâu sắc quá. Phải kêu cổ rời xa chỗ này thôi. Ai hả má? Hữu Lợi chứ còn ai nữa? Đi đâu? Đi đâu cũng được. Mỹ cũng được, miễn sao rời xa Thái Dương. Có cần nói chuyện của Thái Dương cho bà đó nghe không? Muốn cho cổ biết Thái Dương là con của cổ sao? Lỡ như nói rồi, anh Lan lại nói những lời này với Thái Dương sao? Đương nhiên là phải nói, là con của cổ mà cổ nhất định sẽ đi nói hết chuyện với Thái Dương. Muốn thỏa mãn với lòng tham của mình có thể sẽ không nói ra. Đã bỏ rơi một lần rồi cũng có thể bỏ thêm lần nữa. Hay là tôi uy hiếp cổ? Nếu như dám nói với Thái Dương, cổ là mẹ ruột của nó thì tôi cũng sẽ đi tìm má chồng của cô, sẽ nói hết quá khứ của cô cho bà nghe. Bây giờ không thể nói gì hết. Không phải Hữu Lợi đã hứa với mình rồi hay sao? Đã biết được nguyên nhân tại sao hai đứa không được kết hôn. Đương nhiên là con biết. Nhưng mà bây giờ chắc là nó cũng đau khổ lắm.
Anh tới làm gì? Có phải là em đang giấu anh chuyện gì hay không? Không có. Nhìn vẻ mặt của em rất mệt mỏi và đau khổ. Em chỉ thấy mệt, sức khỏe yếu đi nên mới vậy thôi. Em đau khổ tại sao còn phải chia tay với anh? Anh thì là không hiểu. Không hiểu thì đừng hiểu, chỉ cần chấp nhận là được. Anh thật sự không muốn chấp nhận. Vốn hai chúng ta đã cử hành hôn lễ, em đột nhiên buông tay của anh ra và bỏ chạy. Nếu thật sự không yêu anh, tại sao em phải đau khổ? Em có thể nào nói cho anh biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại bỏ đi chứ? Em thật sự có yêu anh hay là không? Má của em không phải là má ruột của em. Em nói cái gì? Má ruột của em sau khi sanh em và Hữu Bằng đã qua đời. Còn má bây giờ không có sanh con, chỉ hết lòng vì con cái của người vợ cũ. Má đã hy sinh rất nhiều vì tụi em. Một mình má đã vì hai đứa con, không phải do mình sanh mà hy sinh cả đời của mình. Bà nội em phản đối hai chúng ta kết hôn, không sao hết. Bà nội không có hy sinh gì em hết. Nhưng má em cũng phải như vậy. Má đã vì em mà hy sinh cả cuộc đời của mình, anh có biết không? Má của em, một người mẹ như vậy, sao lại phản đối hôn sự của hai chúng ta? Nếu đúng như những lời mà em nói, một người mẹ đã hy sinh cả đời mình chỉ vì lo cho em. Một người giống như bà sao không phản đối hôn nhân của chúng ta chứ, tại sao? Hả? Lý do chỉ có mình má biết. Tại sao lại không thể chấp nhận anh? Đúng là lộn xộn hết. Anh cứ nghĩ là cô em cũng giống như anh vậy. Nên đã nói với ba má rằng, cho dù có mất hết người thân, thì anh cũng phải kết hôn với em. Em không muốn kết hôn kiểu này. Em đúng là đang rất đau khổ. Em thiệt rất yêu anh, yêu tha thiết. Không hề thay đổi. Nhưng em không muốn. Hữu Lợi hả? Em có quyền không làm. Em sẽ không kết hôn với anh. Em có thể sống mà không có anh sao? Anh không tin. Nếu không có em thì anh sẽ sống không nổi. Nên em không được rời xa anh. Anh không thể nằm mất em được. Thôi Hữu Lợi à, em đã nghe rõ chưa? Chắc chưa được một tuần cũng không xuất hiện được. Dạ tôi hiểu. Vậy em sẽ báo cáo như vậy với sếp. Ừ, về đi. Sức khỏe của chị tệ như vậy, lần trước còn tới chỗ đó làm gì? Vì cần tư liệu đó nên mới qua. Em hãy về mau đi. Chị nói với em là được rồi. Là kế hoạch liên quan tới xét nghiệm DNA hả? Nói với sếp, tuần sau tôi sẽ đi làm. Cảm ơn cậu đã tới thăm. Dạ. Cô ấy nói vậy là sao? Con đi đâu? Con muốn uống nước. Ngày hôm nay có cảm thấy đỡ hơn chưa? Hôm qua, má thật sự rất sợ. Má đã hơi quá đáng với con. Má xin lỗi. Thật ra người nói xin lỗi phải là con mới đúng. Chuyện gì? Con cảm thấy có con và Hữu Bằng, má cũng rất tội nghiệp. Con nói vậy là sao? Dù thế nào, má cũng rất yêu thương hai đứa con. Dạy dỗ tụi con nên người. Con chịu đựng những lời khó nghe của bà. Tuy đã mệt mỏi khi đối mặt với bà nội, nhưng má chưa từng hối hận đã kết hôn với ba con. Con cứ ngủ đi. Má ra ngoài đi hóng gió một chút. Nè con à, đem cái này theo. Cái gì đây? Dưa leo chua ngọt má làm. Ăn bây giờ là ngon nhất. Khi con đem cho vũ trụ, không phải nó cũng thích ăn sao?
Ây da, hồi nãy con tưởng đi tay không mất lịch sự quá. Ây, đúng lúc có cái này. Con của nó ở đây cũng có một rùi giống y như má. Mỹ Lai hả? Thì bởi con gái nhà chúng ta đều có một rùi ở chỗ này. Mỹ Lai cũng có, chứng tỏ nó chính là con dâu nhà chúng ta. Má đã nhìn thấy được hồi nào? Má, tụi con đi nha. Đi đường cẩn thận. Má à, vợ chồng con đi gặp người nhà của bạn gái vũ trụ. Tụi con đi nha má. Được rồi, đi đi, đi đi. Dạ. Ê, tôi nghĩ là bây giờ hãy nên đi thăm xưởng sản xuất trước, coi tình hình thế nào đã, rồi sau đó mới có quyết định. Lần trước chúng tôi cũng từng đi qua một lần. Lúc đó chưa có xem rõ lắm. Tôi có điều này không hiểu. Dạ. Thưa giám đốc, tôi không có sức thu hút sao? Về tính tình. Sao có thể được? Sức thu hút của giám đốc tốt lắm mà. Khoan đi. Anh Tuồng, tính tình của tôi không có sức thu hút hả? Muốn nghe những lời nói thật lòng hay sao? Nói thiệt đi. Có chút thẳng thắn quá đáng. Anh còn thẳng thắn hơn tôi nhiều. Sao lại ngu gì? Giám đốc, thằng ông nam tính rất được ưa chuộng. Giám đốc, có ngon không? Mấy ngày nay má tốt với con quá, nên con thấy có chút kỳ kỳ. Mấy ngày nữa là má phải đi Trung Quốc rồi, cho nên trước khi đi má muốn ở bên Tố Nhã nhiều hơn. 5 ngày sau má về phải không? Má, điện thoại kìa. Tôi nhả, cô ăn trước đi nha. Alo, tôi nghe đây. Em đang ở đâu vậy? Đang ở gần nhà. Anh muốn chở công chúa của anh đi học, cho nên bây giờ đang trên đường tới nhà em. Tự em biết đi mà. Lại nữa rồi. Anh về nhà thay quần áo xong tới nhà đón em ha. Tới nơi anh sẽ gọi cho em sao? Hả? Thần tin. Thì ra em thích ăn bánh tới như vậy hả? Anh về nhà thay đồ xong sẽ tới đón em ngay. Má, con muốn về nhà. Hả? Con muốn về nhà coi phim hoạt quả. Mình đi về. Con đã về tới. Hôm nay về sớm vậy? Vì quần áo ướt hết, về thay quần áo xong phải đi ra ngoài. Không nói tiếng nào mà lại tới thiệt là thấy ngại. Bữa ăn thịnh soạn quá. Chúc hai vị ngon miệng. Được. Dạ, cảm ơn. Dạ. Xin mời dùng. Dạ. Ông Tá à? Ừ. Có cái gì thì nói đi. Còn có chuyện quan trọng phải làm. Cũng không có gì đặc biệt. Hay là bà nói đi. Chị à. Dạ. Chúng tôi định là cử hành hôn lễ vào mùa thu. Nhưng tới lúc đó thì bụng của Mỹ Lai đã lớn. Và chuyện đó tôi có nghe nói qua. Nói thật lòng, tôi chỉ có một đứa con gái này thôi. Không cử hành hôn lễ đã làm người hầu cho nhà bà không phải quá đáng sao? Tuần sau kết hôn cũng có thể được mà. Tuần sau? Chuyện này hình như là hơi gấp. Về chuyện này chúng ta có thể thương lượng từ từ. Như vậy có lỗi với chị quá. Luật sư Biên. Má! Má! Tuy là như vậy không có được tốt lắm. Chết à. Nhưng mà hãy để tôi chuẩn bị xem sao. Thật lòng tôi thấy có lỗi với chị nên mới không biết nói sao thôi. Nhưng mà tuần sau thì thật sự không thể được. Vậy thì dời sao mới cưới đi. Ít ra thì cũng phải cử hành hôn lễ chứ. Cái bụng đã càng ngày càng lớn. Còn về cái bụng của nó. Má hả?
Con sẽ thương lượng lại với má. À, tụi con sẽ thương lượng lại. Dạ, chúng con sẽ thương lượng lại rồi bàn tiếp, có đúng không Mỹ Lai? Dạ, đúng vậy. Thức ăn đang nguội hết rồi. Mời ba, mời má. Ăn. Hèn chi thì mới đông khách. Ngon thiệt. Ngon quá. Làm như vậy là không có coi má ra gì. Ăn hiếp má không có chồng ở bên cạnh mà. Má, là lỗi của con. Con đã nói láo họ. Tại con nói láo là đã có thai, cho nên bây giờ họ mới bắt con phải sanh ra rồi mới được kết hôn. Vậy sao phải dời tới giờ chưa kết hôn chứ? Đã vậy rồi còn cách nào khác? Biết làm sao đây? Con thì không nghĩ lại luật sư Biên sao? Má! Ơi chờ tới giờ má tiếc muốn chết luôn nè. You got the best of worlds. You're the kind of girl who can take down a man and lift him back up again. Công chúa, em đang ở đâu? Em về nhà rồi. Bây giờ xới răng ngay. Ui, sao đối xử với anh như vậy? Anh biết, bây giờ qua đón em, có gì gặp nhau sẽ nói. Nè, sao con đứng đây? Má. Con định đi học hả? Dạ. Vậy à, đi đi. Dạ. Ừ, đi đi. Thiệt là tiếc cho nó quá. Phải bỏ con ở lại để đi Trung Quốc. Chắc là trong lòng nó cũng buồn lắm. Thần Tinh nè. Coi kìa. Coi kìa. Ai vậy? Không biết. Công chúa của anh nghe lời thiệt đó. Em ngồi xe buýt đi được rồi. Em lại nữa. Lên xe mau. Anh bỏ tay ra đi. Ông à, ông thấy không, chiếc đó là xe tốt. Ừ, đúng hả. Đáng lẽ lúc tặng nhiều bông hồng như vậy thì phải biết rồi. Có phải người đó đi chung qua Trung Quốc không? Đi chung? Ồ. Anh muốn nhờ em một việc có được hay không? Chuyện gì? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Em có thể gọi hoặc là gửi tin nhắn anh một tiếng có được không vậy? Khi em tới lớp học tiếng Hán lại không có thấy em, cái em đợi tìm bánh em lại bỏ đi. Làm vậy có được không? Xin lỗi. Ôi, có thiệt lòng hay không đó? Em thành thật xin lỗi. Thần Tinh, bây giờ thì anh bắt đầu làm việc. Làm việc gì? Làm việc thuyết phục ba má đồng ý cho hai chúng ta yêu nhau. Hả? Anh là một người làm ăn mà. Mọi chuyện phải có kế hoạch. Phải lên kế hoạch từ bước đầu thì cuối cùng mới có thể thành công. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. Nên công chúa của anh nhất định phải ủng hộ cho anh mới được. Chỉ cần tin anh thì được rồi. Nghe chưa? Này, em không cảm thấy anh có mặt ở trên đời này là vì em hay sao? Hả? Giờ này chưa ngủ ngồi đây làm gì? Sắp ngủ rồi. Nè, con về từ hồi nào? Hồi lúc nãy. Đang ở chung hả? Không phải quan hệ như má nghĩ đâu. Con đi Trung Quốc với nó sao? Đâu phải. Người đó làm nghề gì? Má hỏi để làm gì? Người đã thấy nắm tay rồi. Có phải người đó tặng quà cho con không? Thân phận của con cùng với anh ấy cách xa nhau lắm. Nó có biết con có Tố Nhã không? Má, lần này con đi Trung Quốc chính là vì muốn trốn ảnh. Vì con đã yêu ảnh. Cái gì?
Má đi ngủ đi. Ê nè, nè, con đừng có làm như vậy. Cứ thử nói thật với nó đi. Không thể nào đâu. Con đi ngủ nha. Thái Dương giờ này đã về chưa không biết nữa. Chụp CT phải mất khoảng chừng một tiếng. Ừ. Má đưa chị con đi cũng được mà. Má cứ việc nghỉ ngơi, buổi sáng con rảnh. Alo. Tôi đây. Tôi có chuyện muốn nói với cô. Lại là chuyện gì nữa? Chuyện không thể nói ở bên ngoài. Giờ trong nhà không có ai hết, hãy đến nhà tôi.